Trong video hôm nay, chúng ta sẽ so sánh xe nhỏ nhất với xe lớn nhất trong GTA 5. Đây này các bạn ơi, hiện tại chúng ta đang có 3 chiếc hộp ở đây. Chúng ta có chiếc hộp nhỏ, một chiếc hộp vừa và một chiếc hộp cực kỳ khổng lồ phía đằng kia. Oh god, nó thực sự to và hãy xem, hãy đợi đến cuối các bạn ơi. Chiếc xe đó cực kỳ khổng lồ đấy. Nhưng mà trước khi đến với những chiếc xe khổng lồ thì chúng ta hãy mở hộp nhỏ nhất các bạn ơi, để xem những chiếc xe nhỏ nhất thì trông nó sẽ như thế nào. Oh my god, đây rồi, những chiếc xe nhỏ nhất của chúng ta các bạn ơi. Đây này, như các bạn có thể thấy, chúng ta có một chiếc xe cào cào ở đây. Nó cực kỳ nhỏ, trời ơi, nó lại còn có màu tím nữa, đáng yêu thế. Oh god. Và bên cạnh chiếc xe cào cào thì như các bạn có thể thấy, đây là một chiếc mô tô cực kỳ nhỏ. Trời ơi, tôi chưa nhìn thấy chiếc mô tô nào mà nó có thể nhỏ như thế này. Được rồi, không biết là tôi có thể ngồi lên chiếc mô tô này không? Khi mà tôi ngồi lên, tôi có thể lái nó không? Ui, bên này lại còn có cả một chiếc xe tải quái vật phiên bản tí hon các bạn ơi. Oh, ui, nó đang mở cửa này. Liệu chúng ta có thể ngồi lên và lái nó ngay bây giờ không các bạn ơi? Ui, chúng ta hãy ngồi lên và điều khiển nó ngay bây giờ nào. Ok, oh my god, tôi đang đè lên chiếc xe các bạn ơi, không biết nó có thể di chuyển được. Ui, nó có thể di chuyển đây. Oh god, khá là tuyệt vời đấy. Tăng tốc lên. Ui, chạy nhanh cực kỳ các bạn ơi. Oh my god, ui, chiếc xe nhỏ như thế này mà sao nó chạy nhanh thế. Ui, chúng ta hãy thử nó với đường dốc nào. Được rồi các bạn ơi, tôi chuẩn bị lao xuống dốc, các bạn hãy chúc tôi may mắn. Oh my god, đừng gãy răng nhá. Lên, lao lộn, nhào lộn. Ui trời ơi, xuống đất rồi còn lộn là sao. Ui, gãy cổ đây. Không hiểu kiểu gì luôn. Được rồi các bạn ơi, chúng ta hãy thử nó lại một lần nữa nào. Lên, go. Oh god. Ui trời ơi, cho đầu xuống dưới đường rồi. Oh shit. Trời ơi, chiếc xe nhỏ mà nhanh quá. Được rồi các bạn ơi, chúng ta hãy tiếp tục khám phá những chiếc xe nhỏ còn lại nào. Trời ơi, xuống xe một cách cực kỳ là ngu dốt. Được rồi, chúng ta hãy thử với chiếc mô tô nào. Lên, tốc độ có cao không các bạn ơi, tăng tốc thử nào. Nhảy lên, nhảy nhào lộn. Nhào lộn, ôi trời ơi, nhào lộn đỉnh cao thực sự. Trông nhỏ như thế này thôi nhưng mà nó có thể chạy cực kỳ nhanh các bạn ơi. Thậm chí là tôi có thể nhảy lên và nhào mấy vòng. Được rồi, hãy thử lại nào với đường dốc nào. Lên, nhào lộn. Ok. Không đủ lực các bạn ơi, đập mặt xuống đường rồi. Được rồi, tăng tốc lên. Lên. Oh my god. Trời ơi, ngã đứng luôn. Oh god. Được rồi các bạn ơi, chúng ta hãy thử với chiếc cào cào mini này nào. Oh my god. Trời ơi, diễn biến nhanh quá, tôi chưa kịp phản ứng luôn các bạn ơi. Chiếc xe cào cào này điên rồ quá. Được rồi, hãy thử tăng tốc nào, liệu nó có chạy nhanh không. Let's go, let's do it. Lên. Bay luôn. Trời ơi. Ngã luôn rồi. Oh my god, nó có thể bay lên trời các bạn ơi, tốc độ nó kinh khủng thực sự. Những chiếc xe này nhỏ này làm sao nó có thể lực như thế. Được rồi, hãy thử nó với đường dốc. Nhào lộn. Yes, đỉnh cao chưa, 10 điểm. Được rồi các bạn ơi, ngay bây giờ. Được rồi các bạn ơi, không sao hết, đứng dậy nào, tiếp tục nào. Ngay bây giờ đây, chúng ta hãy tiếp tục mở hộp xe tiếp theo. Đây là hộp vừa phải, sau đó chúng ta sẽ đến hộp to nhất thế giới ngày hôm nay các bạn ơi. Chiếc hộp này có chứa những phương tiện cực kỳ kinh khủng. Nhưng mà trước khi đến với chiếc hộp đó thì chúng ta hãy đến với chiếc hộp vừa phải nào. Oh my god. Trời ơi, một chiếc máy ủi. Một chiếc máy ủi cực kỳ khổng lồ các bạn ơi. Ui, cho tôi chưa nhìn thấy chiếc máy ủi nào mà nó lại to như thế này. Các bạn nhìn cái thìa này. Ui, cái thìa to thực sự. Thìa này chắc chắn phải xúc được cả thế giới. Oh my god, chúng ta còn chiếc xe nào bên này. Oh my goodness. Trời ơi, bánh nó to thế này. Một chiếc xe tải bánh cực kỳ to các bạn ơi. Chắc phải nghiền nát cả thế giới. Tôi chưa nhìn thấy chiếc xe nào mà nó lại to, bánh to như thế này các bạn ơi. Vừa to vừa cao. Oh my god. Nhưng mà trước khi đến với chiếc xe đó thì chúng ta hãy cùng nghiền nát cả thế giới với cái chiếc xe ủi này nào. Tôi đâu rồi? Tôi không nhìn thấy tôi trong khoang lái các bạn ơi. Tôi ngồi chỗ nào? Ui, tôi ngồi ngay bên dưới các bạn ơi. Không hiểu sao tôi lại ngồi dưới này, đang cầm vô lăng như thật nhưng mà không phải. Được rồi, ngay bây giờ chúng ta hãy cùng đến với thành phố tươi đẹp và san phẳng nó thôi nào. Đấy rồi. Ai? Chúng mày ơi, đường này là của tao. Chúng mày tránh hết ra. Trời ơi, không nhìn thấy máy ủi to nhất thế giới đây à?
Trời ơi, chúng ta đang nghiền nát mọi thứ các bạn ơi. Những chiếc ô tô, chúng ta đang thực sự nghiền những chiếc ô tô rồi. Mày, chúng mày vào đây. Chúng mày vào đây hộ tao cái. Oh my god. Ui dồi ôi. Đây rồi. Đây rồi. Hãy nghiền nát tất cả mọi thứ. Oh my god. Đây là một quái vật đường phố các bạn ơi. Chúng ta đang thực sự điều khiển một con quái vật. Tôi có thể chui qua gầm cầu không? Chúng ta hoàn toàn có thể chui qua gầm cầu các bạn ơi, nhưng mà nó hơi chậm. Nên là ngay bây giờ chúng ta hãy đến với chiếc xe tiếp theo nào. Đấy rồi. Ui trời ơi. Ui nó khá nhanh đấy. Tôi hoàn toàn có thể điều khiển nó một cách đúng nghĩa các bạn ơi, không giống mấy chiếc xe kia. Được rồi, đây đúng là một con quái vật khác. Được rồi, hãy đến với đường phố ngay bây giờ. Đấy rồi. Ấy, chúng mày ơi. Ui, có một số người đang nhìn tôi với vẻ mặt rất lạ lùng các bạn ơi. Ê, tao đến rồi đây. Oh my god, chúng ta sẽ nghiền nát tất cả mọi thứ ở đây. Ê. Oh my god. Oh god. Ôi, tôi đang nghiền nát tất cả mọi thứ. Ui, tôi nghiền tất cả những chiếc xe ô tô ở đây các bạn ơi. Chúng ta có thể nuốt chửng nó luôn. Ui. Oh god. Trời ơi. Đè lên tất cả mọi chiếc ô tô các bạn ơi. Ui, tôi có thể nuốt chửng nó không? Tao sẽ nuốt chửng mày. Tao sẽ nuốt chửng mày. Oh my god. Chúng ta thực sự là đi một con đường riêng các bạn ơi. Chúng ta đang đi trên đầu của người khác. Ui, tôi đang nuốt chửng một chiếc taxi. Ui, anh taxi kiểu không hiểu kiểu gì luôn. Gương mặt khó hiểu vãi đái luôn ấy. Trời ơi, một con quái vật đang ăn tất cả mọi chiếc xe trên đường các bạn ơi. Oh god. Yes. Yes. Chúng ta sẽ ngồi lên đầu mọi người. Chúng ta sẽ ngồi lên đầu mọi người. Oh yes. Quá đỉnh cao luôn. Được rồi. Ui, nó còn có thể nhảy lên các bạn ơi. Nhảy lên. Ok, nhảy lên. Ui, trời ơi. Ui, đỉnh cao thế nhờn. Tăng tốc lên nào. Lên. Ui, trời ơi. Ui, nhảy lên. Oh my god. Tiếp tục nhảy lên. Oh god. Ui, trời ơi. Nuốt chừng chiếc xe đấy luôn. Trời ơi, chiếc xe này đỉnh cao quá các bạn ơi. Oh my god. Chúng ta đang thực sự đi trên nóc những chiếc xe khác các bạn ơi. Mặc dù chiếc xe này gầm khá cao nhưng mà tôi thấy nó không hề dễ lật các bạn ơi. Nó hoàn toàn cứng cáp. Được rồi, ngay bây giờ chúng ta hãy cùng đến với chiếc hộp khổng lồ nhất ngày hôm nay các bạn ơi. Let's go. Đây rồi, chúng ta đang đến với chiếc hộp khổng lồ nhất ngày hôm nay của chúng ta các bạn ơi. Và bên trong chiếc hộp này sẽ có những chiếc xe cực kỳ to lớn mà các bạn chưa nhìn thấy bao giờ. Ngay bây giờ đây, cánh cửa này sẽ mở lên khi các bạn nhấn đăng ký. Mở lên. Oh my god. Các bạn ơi, hãy nhìn vào điều này. Trời ơi, đây là chiếc khinh khí cầu lớn nhất thế giới. Nó to thực sự. Ui, nó đâu rồi? À đây rồi. Oh god, to quá. Ui. Đây này, chúng ta hãy đến gần hơn một tí các bạn ơi. Đây là buồng lái, đây chính là buồng lái của chiếc khinh khí cầu này. Oh god, nó thực sự to đây. Tôi chưa nhìn thấy chiếc khinh khí cầu nào mà nó to như thế này. Trời ơi, nó phải to bằng mấy căn nhà các bạn ơi. Ui, tại sao bên này lại... Ui, có một chiếc máy bay to hơn như thế này nữa. Trời ơi. Oh god. Ui, nhưng mà tôi vẫn thấy khinh khí cầu to hơn các bạn ơi. Nhưng mà khi mà lại gần thì cái chiếc máy bay này nó phải to bằng một ngôi làng. Không biết bằng một ngôi làng có quá không, nhưng mà nó thực sự to. Trời ơi, các bạn nhìn phần đầu này. Trời ơi, nó to kinh khủng, nó to khủng khiếp, to vãi cả đái luôn. Nhưng mà trước khi lên chiếc máy bay này thì chúng ta hãy lên chiếc khinh khí cầu lớn nhất thế giới này nào. Ui, chúng ta đang thực sự ngồi trong buồng lái này. Ui, đó, ngồi tụt hẳn xuống dưới luôn. Oh god, tôi không nhìn thấy gì các bạn ơi. Nó to đến cái mức độ mà che toàn bộ màn hình luôn rồi. Trời ơi. Ui, các bạn hãy nhìn dưới bóng kìa. Bóng của chiếc khinh khí cầu này nó phải to gấp 20 lần chiếc máy bay Boeing. Oh god, to thực sự. Nhưng mà điều gì sẽ xảy ra khi chúng ta cho nổ chiếc khinh khí cầu lớn nhất thế giới này các bạn ơi? Tôi rất hào hứng với điều này. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ điều khiển chiếc khinh khí cầu này đến bãi biển các bạn ơi. Và cho nổ nó ngay bây giờ nào. Đấy rồi, chúng ta sẽ hạ cánh xuống đây nào. Oh yeah. Ok. Ok. Hãy ra khỏi chiếc khinh khí cầu này và cho nó nổ đi. Ui, nó cao thực sự. Nó cao đến mức mà tôi phải nhảy ra các bạn ơi. Bình thường là chúng ta chỉ bước xuống thôi, nhưng mà chiếc khinh khí cầu này to quá. Ê. Ê, hey, bạn ơi, đi đâu đây? Ơi, mặc quần áo và đi tắm biển mà hở hang thế à? Hey, tránh ra đi nào, chúng ta sắp có một vụ nổ lớn ở đây. Hãy nhìn vào khẩu súng mà tôi đang cầm trên tay. Và... 3, 2, 1. Oh my god. Nó thực sự... mãn nhãn. Nó đã nổ tung rồi các bạn ơi. Một chiếc khinh khí cầu lớn nhất thế giới vừa nổ tung. Nhưng mà ngay bây giờ chúng ta hãy quay trở lại và trải nghiệm máy bay lớn nhất thế giới nào. Đấy rồi. Trời ơi, to quá trời ơi. Ui các bạn nhìn này. Ui tôi cực kỳ khủng khiếp. Ôi, tôi đang lái cái gì đây? Tôi đang lái không khí à. Ui, nhưng mà nó to quá các bạn ơi.
Đây chắc chắn là kỷ lục thế giới về chiếc máy bay to nhất thế giới. Wow. Chúng ta sẽ thực hiện một pha bom tấn các bạn ơi. Ngay bây giờ tôi sẽ rẽ trái và cho chiếc máy bay lớn nhất thế giới này đâm trúng một tòa nhà. Để xem nó sẽ phát nổ như thế nào. Được rồi, hãy cho máy bay rẽ trái đi nào. Chiếc máy bay này quá nặng đấy các bạn ơi. Tôi rất khó để có thể điều khiển được nó. Nhưng mà tôi đã nhìn thấy tòa nhà cao nhất thành phố rồi các bạn ơi. Chúng ta sẽ nhanh chóng đâm vào nó chứ còn cái gì nữa. Ui, chúng ta... Ui, khá nghiêng đấy, ui trời ơi. Oh god, điều khiển một chiếc máy bay không phải là điều dễ dàng các bạn ơi. Chúng ta đang tiến đến tòa nhà cao nhất. Và chúng ta sắp đâm vào cái tòa nhà này rồi. Let's go. Oh my god. Nhanh lên nào. Nhanh lên. Oh my god. Chúng ta sắp đến nơi rồi. Chúng ta sắp đâm trúng tòa nhà rồi. Oh my god. Đâm trúng đi. Đâm vào đi. Oh god. Oh, một vụ nổ. Văng game luôn rồi. Oh god. Văng game rồi các bạn ơi. Ok, cảm ơn các bạn đã xem. Hãy đăng ký ngay bây giờ nào.